Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Chiêm Tinh Radio. Và mình là Thu Anh. Và hôm nay thì đã là rất lâu rồi mình mới quay trở lại tập tiếp theo trong series về Chiêm Tinh Radio. Hôm nay thì mình sẽ nói về kế đô. Và tại sao lại nói về kế đô? Có lẽ là không có một lý do cụ thể nào cả, mà chỉ đơn giản là thôi thúc muốn được nói, được chia sẻ về những cái quan sát của mình trong thời gian gần đây về sự ảnh hưởng của kế đô lên lá số của bản thân cũng như là của những người xung quanh. Có lẽ năm nay là năm kế đô, năm nay là năm số 7, tức là khi mà các bạn tính tổng các con số trong năm 2023, 2 cộng 2 cộng 3 bằng 7, thì số 7 chính là số của kế đô. Có lẽ là bởi vì là năm của kế đô nên mình có cảm giác là kế đô ở đâu trong lá số, ở nhà nào trong lá số, thì các bạn có lẽ sẽ phải trải qua những cái bài học liên quan đến kế đô nặng nề hơn các năm khác. Và trước khi vào với radio ngày hôm nay, đó là chiêm nghiệm về kế đô, chiêm nghiệm cá nhân của mình về kế đô, các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự Học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page Chiêm Tinh Cổ Học, hoặc là đặt mua đá Thạch Anh và phẩm phong thủy qua page Tiệm Phong Thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Kế đô thì luôn luôn đi đôi với La Hầu, và bạn nào mà có tìm hiểu một chút về chiêm tinh sẽ biết về hai cái hành tinh bóng tối này. La Hầu và kế đô luôn đối đỉnh với nhau trên lá số của mỗi người. Ví dụ La Hầu nhà 4 thì kế đô luôn luôn là nhà đối đỉnh, tức là nhà 10. Hoặc là La Hầu nhà 5 thì kế đô là nhà 11, luôn luôn là như thế. Rồi, nếu như La Hầu là bài học bạn cần phải học, con đường bạn cần phải đi, hành trình bạn cần phải tiến đến trong kiếp này, thì kế đô là những thứ mà bạn đã hoàn thành, đã làm ở kiếp trước. Nhưng tuy nhiên, có cảm giác như thế này, chúng mình hiểu như thế này này, kế đô là những gì mà bạn đã làm khá là nhiều ở không chỉ kiếp trước mà có thể ở nhiều kiếp liên tục, nhưng mà bạn chưa thật sự thỏa mãn. Bạn đã giống như kiểu một cái quả chanh, bạn vắt hết sạch nước rồi nhưng bạn vẫn muốn vắt nữa, bạn vẫn muốn nữa, bạn chưa thỏa mãn đâu. Nhưng bạn vắt hết nước rồi thì nó còn nước cho bạn không? Không. Thì đó chính là cái cảm giác của kế đô. Khi mà đến kiếp này, kế đô ở nhà nào, kế đô ở đâu, bạn vẫn thèm khát nhà đó, thèm khát những khía cạnh nhà đó. Nhưng mà vì bạn đã sử dụng hết sạch nước, bạn vắt hết sạch nước từ kiếp trước rồi, thế nên là dù bạn khao khát, bạn mong muốn khía cạnh của nhà đó đến đâu, bạn sẽ không bao giờ được thỏa mãn một lần nữa từ cái khía cạnh của nhà đấy. Thì đó chính là kế đô, và cũng là cái thứ mà mình muốn nói, chủ đề mình muốn nói trong ngày hôm nay. Thì những gì mà mình vừa mới nói là những thứ mà mình, đầu tiên là mình đọc được, là lý thuyết mình vốn biết khi mà mình tìm hiểu qua tài liệu về chiêm tinh. Tuy nhiên vì hôm nay mình sẽ cùng nói về chiêm nghiệm cá nhân của mình về kế đô, thế nên là mình sẽ nói về cái hiểu biết, không phải hiểu biết mà là cái cảm nhận của riêng mình về hành tinh này. Thì đầu tiên mình thấy đó là kế đô. Mọi người hay nói rằng là, hoặc là các tài liệu nói rằng kế đô hay là cực của mặt trăng, cực nam của mặt trăng ở trong nhà nào thì có xu hướng phá hủy nhà đó. Ví dụ như là dựa theo những gì mình vừa nói, tức là ví dụ kế đô nhà 7 hôn nhân, điều đó có nghĩa là các kiếp trước bạn đã dành rất nhiều thời gian cho hôn nhân và bạn đời rồi. Bạn vắt kiệt cái quả chanh mang tên hôn nhân rồi nhưng bạn vẫn muốn nữa. Thế nên là kiếp này dù bạn muốn hay không thì hôn nhân của bạn sẽ vẫn lận đận hơn người khác. Tức là có thể bạn sẽ kết hôn muộn, có thể bạn kết hôn xong rồi khả năng chia ly rất cao, hoặc là bạn kết hôn với người hoàn hảo nhất nhưng bạn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với cái hôn nhân này. Bởi vì bài học vốn dĩ vũ trụ muốn ta học chính là cái định hướng từ La Hầu kìa, là cái thứ mà bạn không chịu làm trong nhiều kiếp trước. Ví dụ kế đô nhà 7 hôn nhân tức là La Hầu nhà 1, tức là trong rất nhiều kiếp bạn không tập trung cho bản thân. Và khi mà bạn nhận ra là bạn ở trong các mối quan hệ, bạn kết hôn, bạn không thỏa mãn, đó mới là lúc bạn nhận ra à thôi được rồi,
tôi sẽ không quá tập trung cho người khác và hôn nhân nữa, tôi sẽ tập trung cho bản thân mình, tôi sẽ làm những gì mà La Hầu muốn tôi làm. Đấy, thì khi cân bằng được La Hầu và Kế Đô thì đó mới là cái bài học mà vũ trụ muốn bạn học. Chỉ có vấn đề là thế này. Dù bạn cố gắng tập trung cho bản thân đến mấy, bạn vẫn luôn thèm khát cái nhà của Kế Đô. Bạn không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn nếu chỉ đi trong cái nhà của La Hầu. Tức là Kế Đô là vùng an toàn, bạn luôn muốn ở trong vùng an toàn, nhưng vũ trụ luôn bảo thôi 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 đủ rồi, mày vắt kiệt cái quả chanh của cái nhà Kế Đô này rồi, mời mày đi lên nhà La Hầu. Nhưng mà khi mà bạn vào nhà La Hầu thì nó là thứ mà bạn không quen, bạn chưa từng thử và bạn có rất ít kinh nghiệm từ các kiếp trước. Bạn không thích nó không phải vùng an toàn của bạn. Bản chất con người là thích làm những gì quen thuộc với mình mà. Bạn không thích, bạn được một thời gian bạn lại tìm về nhà Kế Đô, bạn lại bị vũ trụ đá view lên nhà của La Hầu, và cứ thế cả cuộc đời của bạn cứ Kế Đô La Hầu, Kế Đô và La Hầu. Và cái trục Kế Đô La Hầu ở đâu? Nó sẽ là cái vấn đề mà bạn tập trung nhiều năng lượng cho kiếp đời này, nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn tuyệt đối từ khía cạnh của cả hai nhà đấy. Đấy, thì theo những gì mà mình cảm nhận và quan sát được thì Kế Đô không thật sự phá hủy nhà mà nó ở đâu, mà nó chỉ đơn giản là nó phá hủy những thứ mang tính truyền thống, những thứ mà nó giúp cho cái tôi của bạn được cải thiện thôi. Tức là ví dụ thế nào? Ví dụ Kế Đô nhà 7 của hôn nhân thì sẽ phá hủy hôn nhân thật, nhưng mà với điều kiện nó là hôn nhân truyền thống, tức là hôn nhân cùng quốc tịch, cùng văn hóa, hôn nhân mà có thể vợ nhỏ tuổi hơn chồng. Và Kế Đô thích cái gì? Thích hai lần đò, thích hôn nhân lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Và có khi là những người Kế Đô nhà 7 phải kết hôn đến lần thứ hai, thứ ba mới thật sự thỏa mãn trong hôn nhân. Hoặc là ví dụ Kế Đô nhà 10 thì Kế Đô không thích những thứ truyền thống, thế nên là những bạn có Kế Đô nhà 10 thường rất là khó để đi làm một cái môi trường văn phòng truyền thống. Đấy, và sẽ cảm thấy bối rối là tại sao mọi người đi làm văn phòng được, đi có một cái công việc sự nghiệp bình thường mà tại sao mình không có, mình cứ phải, tức là Kế Đô nhà 10 thì sẽ làm những công việc không truyền thống, những cái công việc mà nghe tên mọi người sẽ kiểu nghe lạ thế nhở. Thì lúc đấy Kế Đô mới gật đầu cho bạn đi trên cái hành trình hay là ở trong cái nhà của Kế Đô. Và cũng bởi vì những thứ không truyền thống như thế, thế nên chủ nhân của lá số thì thường mất một khoảng thời gian khá là lâu để có thể hiểu bài học Kế Đô. Và thế nên là cái độ tuổi mà trưởng thành của Kế Đô chính là 48 tuổi. Và con người ta chỉ thật sự trưởng thành khi mà các hành tinh trưởng thành hết, khi mà La Hầu trưởng thành ở tuổi 42 và khi Kế Đô trưởng thành ở tuổi 48. Thế nên nếu bây giờ bạn đang nghe radio này và bạn mới 20 hoặc 30 và bạn bảo tôi trưởng thành rồi thì không đúng đâu. Không đúng một chút nào đâu. Rồi, như đã nói, Kế Đô là những thứ đã làm rất nhiều tiền kiếp. Đấy, nhưng mà làm mình chưa thỏa mãn. Có thể mình hoàn thành rồi, mình vắt kiệt không còn giọt nước nào rồi, nhưng mình vẫn muốn nữa. Bởi vì bạn hiểu nhá, khi mà bạn vẫn muốn được trải nghiệm nhà của Kế Đô thì bạn sẽ đem theo nguyện ước đó đến kiếp sau, tức là kiếp này mà bạn đang ở này. Nhưng mà vì bạn đã dùng hết rồi, bạn không thể dùng được nữa, thế nên là bài học của bạn là vũ trụ muốn bạn học đấy là bạn sẽ không thể trải nghiệm nhà của Kế Đô như cái cách mà bạn mong muốn nữa. Bạn phải học cách cân bằng giữa La Hầu và Kế Đô, và nếu mà bạn muốn trải nghiệm Kế Đô thì như mình nói trên, đó là bạn phải trải nghiệm một cách không truyền thống. Bạn còn dính đến cái tôi, đến ego thì kiếp này những cái khía cạnh Kế Đô sẽ không bao giờ đem đến cho bạn sự thỏa mãn. Đấy. Ví dụ Kế Đô của nhà hôn nhân, tại sao mình cứ nói về hôn nhân với sự nghiệp là nhà 10 và nhà 7, bởi vì đó là hai cái khía cạnh mà chúng ta quan tâm nhiều nhất. Ai cũng thế đúng không nào? Rồi, thế thì ví dụ Kế Đô nhà hôn nhân thì có rất nhiều nghiệp quả tập trung cho hôn nhân, bạn đời, và có thể là các kiếp trước bạn đã dành nhiều thời gian cho hôn nhân, thậm chí có hôn nhân đẹp đẽ rồi, nhưng mà đến cái mức mà bạn bỏ bê bản thân mình để chăm sóc cho bạn đời. Đấy. Rồi.
Nếu bạn để ý nha, thì nhà kế đô của bạn ấy, thì trong những năm đầu đời bạn sẽ có xu hướng quay lại cái nhà kế đô đấy hay làm những thứ liên quan nhà kế đô đấy, nhưng với cái tôi kế đô thì rất ghét ego, rất ghét cái tôi. La hầu thì thích nha, nhưng kế đô thì không. À, ví dụ nhá, kế đô nhà sự nghiệp tức là nhà 10, bạn sẽ trong những năm đầu đời bạn muốn có sự nghiệp, nhưng mà không phải là để tôi muốn có sự nghiệp để đi giúp đỡ mọi người, hay công việc của tôi là để làm lợi cho đời đấy, mà bạn muốn tôi muốn thành ông nọ bà kia, tôi muốn thành doanh nhân thành đạt đấy. Nhưng mà bạn hiểu là có thể kiếp trước bạn đã là ông nọ bà kia, bạn là doanh nhân thành đạt rồi, bạn rất là thành đạt, chỉ là bạn vẫn muốn nữa. Thì kiếp này ở đây bạn phải học được cái bài học của La Hầu, tức là kế đô nhà 10 thì La Hầu nhà 4, đó là bạn cần phải tập trung nhiều hơn cho gia đình, thứ mà bạn đã bỏ bê qua nhiều kiếp. Nhưng mà để tập trung cho gia đình thì bạn cần gì? Bạn cần nuôi gia đình, bạn cần có tiền, và để có tiền thì bạn vẫn phải đi làm, vẫn phải có sự nghiệp. Vấn đề ở đây là kế đô nhà 10 trong kiếp này bạn vẫn phải có sự nghiệp, nhưng không phải để phục vụ cái tôi của bạn, mà để phục vụ La Hầu nhà 4, được, để phục vụ gia đình. Bạn đi làm chỉ để có tiền phục vụ gia đình mà thôi. Đó chính là bài học của kế đô nhà 10 trong kiếp này. Thì bạn áp dụng tương tự với tất cả các trục khác. Ví dụ kế đô nhà hôn nhân thì ở đây bạn có bạn đời, nhưng mà không phải là để cho thế giới thấy, để khoe với thế giới thấy, ê nhìn này, tôi có bạn đời này, ê nhìn này, tôi có một người vợ, người chồng này. Mà bạn có bạn đời để hiểu bản thân mình hơn. Đấy, thế nên là nếu mà bạn có kế đô nhà hôn nhân thì hoặc là kế đô nhà 5 của tình yêu, của các mối quan hệ tình yêu, thì thay vì là bạn chọn một cái người ở cạnh một cái người để cho thế giới thấy đấy, ê nhìn này tôi có người yêu này, ê nhìn này tôi có bạn đời này, hãy ở cạnh cái người mà thật sự có sự gắn kết về linh hồn, thật sự hiểu nhau, thật sự có sự gắn bó lâu dài như thế, gắn bó sâu sắc, thì kế đô sẽ chúc phúc cho mối quan hệ. Và hôn nhân mà gắn đến cái tôi thì thường mình sẽ nghĩ ngay đến gì? Một hôn nhân truyền thống, mà hôn nhân vì có thể là môn đăng hộ đối và có một đám cưới xa hoa, đám cưới đẹp để người ta nhìn vào trầm trồ, rồi thì chụp ảnh cưới lung linh các thứ, thì đó là những thứ truyền thống và những thứ mà kế đô rất ghét. Tuy nhiên nếu mà bạn có kế đô nhà hôn nhân thì bạn chỉ đơn giản là tôi lấy kết hôn với người này, và tôi có một cái đám cưới vô cùng giản dị, bọn tôi cũng không có chụp ảnh cưới với nhau, và cái bữa tiệc cưới đấy chỉ mới rất là ít người, bạn thân, người thân, những người thân thiết nhất biết về hai chúng tôi và thật sự chúc phúc cho chúng tôi, chứ không phải một cái đám cưới 500, 1.000 người. Thì cái kiểu không truyền thống như thế và chỉ tập trung cho sự đơn giản và gạt bỏ cái tôi thì kế đô sẽ chúc phúc cho bạn. Đấy, cũng như là những người mà có kế đô nhà một của bản thân từ lúc, tức là để cho họ có một cuộc sống không bị kế đô làm khổ, thì các bạn kế đô nhà một nhà của bản thân, các bạn dẹp cái tôi đi ngay từ đầu. Bản thân các bạn ấy không có cái tôi, coi như là một cái người mà no ego, thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Đấy. Rồi. Thì để chúng ta có thể học được bài học của kế đô, tức là dẹp đi cái tôi hào nhoáng trong sự nghiệp, trong hôn nhân hay bản thân hào nhoáng, thì bạn cần khá là nhiều thời gian, đúng không nào? Không phải là vừa mới sinh ra, hay là những cái năm, nhất là những năm đầu đời 20 tuổi, bảo là không có cái tôi ngay lập tức cũng khó, mà chỉ ở khi là bạn cứ đi trên cái hành trình liên quan đến cái tôi, đến cái sự hào nhoáng đó, và bị vũ trụ đá đít nhiều lần thì bạn mới nhận ra. Và cứ nhớ cho mình là kế đô không thích cái tôi, không thích bạn làm cái khía cạnh trong nhà đó vì cái tôi, vì để được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nên là bạn có kế đô ở nhà nào thì để bạn để, giống như cái này, giống như một cái cách để bạn lách luật đấy. Đấy, thì bạn vẫn có thể làm những cái thứ liên quan đến khía cạnh của nhà đó, nhưng đừng có làm vì cái tôi, đừng có làm vì một cái hình ảnh hào nhoáng, đừng có làm để cho mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Đấy, thì kế đô sẽ chúc phúc cho bạn. Đấy.
Kế đô thật sự, ví dụ kế đô nhà hôn nhân nhá, kế đô muốn bạn có hôn nhân, hoặc là kế đô nhà sự nghiệp là kế đô cũng muốn bạn có sự nghiệp, nhưng mà kết hôn thì phải kết hôn cùng với người có kết nối linh hồn sâu sắc, hoặc là bạn làm việc mà không màng đến địa vị, đến chức quyền, đến việc trở thành ông nọ bà kia. Còn nếu mà bạn xác định là bạn kết hôn chỉ vì hình ảnh tiền bạc, hay là đơn giản là vì tôi đến tuổi nên tôi lấy, thì kế đô sẽ không ủng hộ hôn nhân này, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với hôn nhân của mình, hoặc là khả năng ly hôn rất là cao, hoặc là có thể là bạn còn chưa kịp kết hôn với họ, họ đã hủy cưới bạn rồi. Kế đô chính là duy tâm và nó sẽ không quan tâm đến những giá trị vật chất nông cạn hời hợt, vẻ ngoài, tiền bạc, địa vị đâu. Cũng không thích lễ thành hôn, không thích chụp ảnh cưới, không thích lễ nghi rườm rà, không thích chức quyền, không thích địa vị cao. Đối với nó, đối với kế đô, tất cả những cái đấy đều là vô nghĩa. Kế đô nhà nào thì nhà đấy ta cần học cách giải thoát cho nó. Ta vẫn làm nó, kế đô không cấm nhá. Bạn phải hiểu kế đô không cấm. Ta vẫn có thể làm nó, vẫn ở trong cái nhà đấy với điều kiện phải bỏ hoàn toàn cái tôi. Và nó chỉ là nhà đấy thôi, chỉ là cái nhà mà kế đô ở thôi. Và bạn để ý tất cả những cái nhà khác, nhà có la hầu hoặc là các nhà mà không liên quan đến la hầu kế đô ấy, bạn làm nó và bạn làm vì cái tôi thoải mái, không bị ai phạt hết. Không ai phạt bạn cả. Ít nhất là trong kiếp này. Nhưng cứ nhà nào mà có kế đô mà bạn làm với cái tôi là bạn sẽ hiểu. Mọi thứ sẽ không bao giờ được như ý bạn muốn. Đấy. Rồi. Ngoài ra có một điều nữa, tức là la hầu là cái đầu không thân, kế đô là cái thân không đầu. Tức là thế nào? Ý mình ở đây là kế đô ở đâu thì nhà đó bạn đừng có dùng suy nghĩ. Đừng có dùng đầu óc suy nghĩ và logic để phân tích để đạt được mục tiêu trong những nhà đó. Về cơ bản bạn nghĩ khía cạnh nhà nào cũng được, nhưng mà đừng có dùng cái đầu để nghĩ trong nhà mà có kế đô, bởi bạn sẽ không nghĩ thông được đâu, bạn sẽ không bao giờ nghĩ thông được. Mà hãy lắng nghe trực giác, hãy chịu khó an tĩnh, yên tĩnh để lắng nghe tiếng nói ở bên trong, thì bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì, và mặc dù bạn chẳng thể lý giải được lý do vì sao bạn lại muốn làm như thế. Tại sao lại như vậy? Tức là kế đô, bạn phải hiểu kế đô là những thứ mà bạn đã làm rất là nhiều ở các kiếp trước rồi. Thế nên là bạn không cần phải nghĩ để biết phải làm gì đâu. Bạn tự động biết phải làm gì bởi vì bạn vẫn còn lưu lại ký ức từ kiếp trước. Nhưng mà cái ký ức này nó sẽ không đến thông qua tư duy logic hay là phân tích. Nó sẽ đến qua trực giác, qua cảm nhận từ con tim. Thế nên nếu bạn nào mà đã đi khá là xa một hành trình dài trên đi một bước dài trên hành trình tâm linh và các bạn biết cách sử dụng trực giác hay là lắng nghe tiếng nói ở bên trong, thì các bạn sẽ hiểu là nhà nào có kế đô, các bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, hãy lắng nghe cái cảm giác đó để ra quyết định quan trọng thay vì dùng đầu óc để phân tích. Đấy, mình lấy một ví dụ, kế đô nhà 10, kế đô của sự nghiệp á, thì dù bạn có dùng đầu óc để phán đoán, để phân tích đến mấy, bạn cũng không hiểu tại sao là bạn luôn đưa ra quyết định sai lầm trong sự nghiệp, hoặc là quyết định sai lầm về hôn nhân nếu mà có kế đô nhà 7, hoặc là đơn giản là quyết định sai lầm trong cuộc sống nếu kế đô nhà 1, hoặc là quyết định sai lầm về tiền bạc, về tài sản nếu kế đô nhà 2. Thì nếu mà bạn cứ sử dụng đầu óc liên quan đến nhà kế đô là bạn cũng sẽ fail, bởi vì kế đô là không nghĩ. Nhưng mà bởi vì bạn đã làm tất cả những thứ đấy ở kiếp trước rồi, bạn vẫn giữ ký ức của bạn tiền kiếp, ký ức tiền kiếp trong trong linh hồn, trong vô thức. Thế nên là hãy có thể là thiền hoặc đơn giản là an tĩnh lại để lắng nghe tiếng nói bên trong, để lắng nghe trực giác, thì nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn biết phải làm gì. Chỉ là bạn sẽ không bao giờ giải thích được tại sao bạn phải cần làm cái đó. Ví dụ là kế đô nhà 10 bạn an tĩnh thì bạn sẽ biết là bạn cần phải làm kiểu công việc sự nghiệp như thế nào. Và cái kiểu công việc đấy nó sẽ không đem đến cho bạn địa vị như bạn mong muốn, hay cái hình ảnh hào nhoáng, thành công hào nhoáng như bạn mong muốn. Nhưng nếu bạn lắng nghe, làm theo thì kế đô cũng sẽ chúc phúc cho bạn. Tóm lại là có hai cái cách mà mình cảm thấy giống như kiểu để hóa giải kế đô á.
Thứ nhất là bạn làm, bạn vẫn được ở trong cái vẫn được làm những cái khía cạnh liên quan đến nhà đấy, nhưng đừng đem cái tôi vào, gạt hết cái tôi đi. Và trở nên duy tâm hơn trong cái lĩnh vực nhà đấy. Cái thứ hai là đừng nghĩ, mà hãy sử dụng trực giác để ra quyết định liên quan đến cái nhà đấy. Và bạn biết mà, trực giác thì bạn sẽ không bao giờ có thể giải thích được tại sao bạn muốn làm như thế, tại sao bạn lại chọn kết hôn với người này. Bạn sẽ không bao giờ có thể giải thích được với quyết định bằng trực giác. Đấy, tóm lại là có lẽ là kế đô ở đây, ở nhà nào là muốn ta học những bài học và bản chất thật sự của nhà đó. Và khi bạn hiểu bản chất thật sự của lĩnh vực nhà đó thì dần dần bạn sẽ hiểu bản chất thật sự của cuộc sống, đó là bạn sống, bạn làm việc, bạn yêu thương, bạn kết hôn mà không đoái hoài đến địa vị, danh vọng và cái tôi. Đó, và khi mà dẹp bỏ hoàn toàn cái tôi thì đó mới thật sự là sự giải thoát, bởi vì ý nghĩa của kế đô là giúp bạn giải thoát. Và khi bạn giải thoát được rồi, bạn sẽ không, bạn làm và bạn không không để lại nhiều nghiệp quả nữa. Bởi vì bây giờ bạn không có những cái mục tiêu, quyết tâm đạt được mục tiêu đến cái mức mà phải chà đạp lên người khác nữa. Đấy, thế nên là mình sẽ không để lại nghiệp quả và dần dần mình sẽ không, mình sẽ thoát được kiếp luân hồi. Thì đó chính là ý nghĩa của kế đô, là mong muốn ta giải thoát, mong muốn ta thật sự hiểu được là đặt kế tôi vào đâu thì bạn sẽ phải chịu, bạn sẽ bị ăn hành ở trong cái khía cạnh đấy. Thế thì đó là chút chiêm nghiệm của mình về kế đô. Có lẽ là mình có được thôi thúc để làm radio này bởi vì năm nay là năm kế đô. Đấy, thế nên là những cái bài học nghiệp quả vì kế đô nó trở nên mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn đối với bản thân mình cũng như là đối với những người xung quanh mình. Và khi mà mình nhìn thấy được điều đó, mình cảm thấy là mình rút ra được một cái bài học, một sự chiêm nghiệm, và mình muốn chia sẻ lại cái bài học, cái sự chiêm nghiệm này đến với mọi người thông qua hình thức là radio. Đấy, thì cảm ơn bạn nào mà đã kiên nhẫn lắng nghe đến tận những giây phút này. Đấy, đã kiên nhẫn lắng nghe hết radio này. Và radio này thì sẽ được mình upload lên cả Spotify nữa. Và link thì mình để ở phía dưới phần mô tả. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh cũng như là series Chiêm Tinh Radio. Tuy mình không làm thường xuyên, nhưng mà mỗi lần mà mình có những cái thôi thúc chia sẻ trải nghiệm, chia sẻ cái sự chiêm nghiệm của mình về khía cạnh chiêm tinh tử vi thì mình sẽ chia sẻ thông qua chuyên mục radio này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và mình xin phép được dừng radio tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon nha.